Chúng tôi là Hải Bình và Kiều Trâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức buổi tối. Thưa quý vị, hôm nay là tối thứ tư ngày 5 tháng 6 năm 2019. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Lãnh đạo thế giới kỷ niệm ngày D-Day. Đã tìm được 13 thi thể trong vụ đắm thuyền ở Budapest. 60 người chết vì vụ an ninh tấn công trại biểu tình ở Sudan. Tổng thống Trump hứa với Anh Quốc một thỏa thuận thương mại lớn sau khi Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Đảng Cộng hòa đe dọa sẽ chống lại thuế đánh vào Mexico. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, lãnh đạo của thế giới đã kỷ niệm ngày D-Day. Các nhà lãnh đạo thế giới đã vinh danh những người lính bị giết trong Thế chiến thứ 2 trong lễ kỷ niệm D-Day ở miền Nam của nước Anh vào thứ Tư ngày 5 tháng 6. Reuters đưa tin Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đánh dấu dịp này bằng cách tưởng nhớ ông nội là James Sinclair, người đã chiến đấu trong cuộc chiến. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May đọc những lá thư do những người lính viết cho gia đình của họ, khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt. Xin nhắc lại, vào đầu giờ chiều ngày 6 tháng 6 năm 1944, hơn 150.000 quân đồng minh đã rời khỏi Portsmouth và khu vực xung quanh để bắt đầu cuộc tấn công trên không, trên biển và trên bộ vào Normandy, dẫn đến việc giải phóng Tây Âu khỏi chế độ Đức Quốc xã. Chiến dịch này có sự tham gia của gần 7.000 tàu và phi cơ đổ bộ dọc bờ biển Pháp. Hàng ngàn người đã thiệt mạng ở cả hai phía. D-Day cũng là cuộc tấn công bằng đường biển lớn nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Thưa quý vị, đã tìm được 13 thi thể trong vụ đắm thuyền ở Budapest. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy thi thể của du khách Nam Hàn thứ 13 vào ngày thứ Tư, 5 tháng 6. Một tuần sau khi một chiếc thuyền du lịch bị lật và chìm trên sông Danube ở Budapest làm chết khoảng 28 người. Hiện chưa có thông tin về việc thi thể này là của nam hay nữ. Trước đó, ở khoảng 60 km hạ lưu con sông vào thứ Ba tháng 4, xác một người đàn ông được tìm thấy, cho thấy quy mô của các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Xin nhắc lại, chiếc thuyền ngàn tin cá chở 33 khách du lịch Nam Hàn và hai thủy thủ đoàn Hungary đã đắm vào thứ Tư 29 tháng 5 sau khi va chạm với một tàu du lịch trên sông chảy qua trung tâm thành phố. 7 người Nam Hàn sống sót, 13 người hiện đã được tìm thấy xác và 15 người khác, bao gồm cả phi hành đoàn vẫn đang mất tích. 60 người bị thiệt mạng vì vụ an ninh tấn công trại biểu tình ở Sudan. Những người bị thương đã được điều trị y tế tại Bệnh viện Royal Care ở Khartoum vào thứ Ba ngày 4 tháng 6 sau khi một lực lượng an ninh xông vào một trại biểu tình bên ngoài Bộ Quốc phòng Sudan ở trung tâm thành phố vào thứ Hai ngày 3 tháng 6. Số người thiệt mạng trong vụ việc đã tăng lên tới là 60 người. Theo Ủy ban Trung ương của bác sĩ Sudan CCSD, một nhóm bác sĩ có liên quan đến phe đối lập. Hiệp hội cho biết nhiều người đã bị giết kể từ đó trên khắp Khartoum và thành phố sinh đôi là Omdurman. Các cuộc thảo luận giữa Hội đồng quân sự chuyển tiếp đã ra phán quyết kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào tháng 4 và hai phe đã bế tắc trong những khác biệt sâu sắc về việc ai sẽ lãnh đạo quá trình chuyển đổi dân chủ 3 năm của đất nước. Nhà cai trị quân sự của Sudan vào thứ Tư ngày 5 tháng 6 đã đề nghị nối lại một cuộc đối thoại về quá trình chuyển đổi sang đảng Dân Chủ, một ngày sau khi ông hủy bỏ tất cả các thỏa thuận với một liên minh đối lập. Lãnh đạo tối cao Iran chỉ trích Saudi và Bahrain vì tham gia họp với Hoa Kỳ. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã mắng mỏ Ả Rập Saudi và Bahrain vì đã cho phép sự can thiệp của Hoa Kỳ trong khu vực vào thứ Tư, ngày 5 tháng 6, trong một bài giảng được truyền hình trong buổi cầu nguyện Eid al-Fitr ở Tehran. Bình luận của ông được đưa ra khi hai nước dự định tham gia một hội nghị do Hoa Kỳ lãnh đạo về nền kinh tế Palestine trong tháng này mà chính quyền Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra như một biện pháp cho kế hoạch hòa bình ở Trung Đông. Khamenei cáo buộc những người cầm quyền Bahrain là người yếu đuối và chống Hồi giáo, nói thêm rằng ông mong muốn kế hoạch của Hoa Kỳ sẽ không bao giờ được thực hiện và muốn các nhà lãnh đạo Ả Rập nhận ra họ đang phạm sai lầm.
Tin cũng cho biết, mặc dù Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất dự định tham dự hội nghị Bahrain, họ đã đảm bảo với người Palestine rằng họ sẽ không tán thành kế hoạch của Hoa Kỳ nếu nó gây ảnh hưởng tới mục tiêu chính của họ. Hàng trăm người dự tang lễ cậu bé Ukraine bị cảnh sát bắn chết. Vào thứ Tư ngày 5 tháng 6, hàng trăm người đã tham dự một lễ tang cho một cậu bé 5 tuổi người Ukraine tên là Kirill Tuvavov, người đã bị hai nhân viên cảnh sát bắn chết vào tuần trước. Những cư dân đau buồn của vùng Pereyaslav, quê hương của cậu bé cách thủ đô Kiev của Ukraine 90 km về phía đông nam, đã tham gia một đám rước cùng với cha mẹ của cậu bé. Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Ukraine, ông Arsen Avakov cho biết ông sẽ không từ chức vì vụ việc nghiêm trọng nhưng yêu cầu điều tra nhanh chóng và kỹ lưỡng. Hai nghi phạm đã bị bắt vào thứ Ba ngày 4 tháng 6 và bị buộc tội bắn chết người trong khi say rượu và vô tư bắn súng vào lon và chai trong sân của một tòa nhà chung cư. Cậu bé Kirill Tivanov đã được đưa đến bệnh viện với một vết thương ở đầu và qua đời vào thứ Hai ngày 3 tháng 6. Cái chết của Tilavov đã làm dấy lên các cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà của Bộ Nội vụ yêu cầu sự từ chức của Avakov. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Cộng thăm Tổng thống Nga tại Moscow. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã ngồi lại đàm phán tại Điện Kremlin trong chuyến thăm khẳng định mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa hai đối thủ cộng sản thời chiến tranh lạnh trước đây. Ông Tập, người đã đến Moscow vào 5 tháng 6, sẽ tham dự một buổi lễ đánh dấu sự ra mắt của một nhà máy xe hơi Trung Cộng mà dừng lại ở sở thú của Moscow và để trao tặng hai con gấu trúc. Ông Tập cũng sẽ là một trong những diễn giả chính tại hội nghị đầu tư lớn của Nga tại St. Petersburg vào thứ Sáu. Xin nhắc lại, Trung Cộng và Nga trong những năm gần đây đã liên kết chặt chẽ các chính sách đối ngoại của họ tại Liên Hiệp Quốc và các cuộc khủng hoảng quốc tế lớn như chương trình hạt nhân của Syria và Iran. Theo Reuters, Tổng thống Putin trong bài phát biểu trên truyền hình khi bắt đầu cuộc hội đàm tại Điện Kremlin thậm chí đã gọi ông Tập là bạn. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết không quân Ấn Độ tìm kiếm thi thể của những người leo núi bị mất tích. Một chiến dịch tìm kiếm thi thể của một nhóm người leo núi đã bị vùi chết trong trận tuyết lở ở dãy Hy Mã Lạp Sơn bắt đầu vào sớm thứ Tư ngày 5 tháng 6. Một phi cơ trực thăng của không quân Ấn Độ vào thứ Hai ngày 3 tháng 6 đã phát giác 5 thi thể bị chôn vùi một phần trong tuyết cao trên sườn núi. Tình trạng của 3 nhà leo núi khác chưa được biết, nhưng các quan chức cho biết khả năng sống sót của họ là rất thấp và cơ thể của họ có khả năng ở gần 5 người đã được phát giác. Một cuộc khảo sát khác bằng đường hàng không sẽ được thực hiện trong tuần này để tìm cách tiếp cận các thi thể, hoặc một đội cứu nạn sẽ được gửi đi bằng đường bộ, nhưng họ sẽ cần thời gian để có thể tới nơi. Xin nhắc lại rằng 8 nhà leo núi, 4 người từ Anh, 2 người từ Hoa Kỳ và 1 người từ Úc và 1 người từ Ấn Độ đã được báo cáo mất tích vào thứ Sáu tuần trước 31 tháng 5 sau khi họ không trở về trại căn cứ gần Nanda Devi, ngọn núi cao thứ 2 của Ấn Độ. Và vừa rồi là phần tin thế giới cũng như là Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Xin mời quý vị cùng giữ màn hình.